Xin chào tất cả mọi người ạ, em là cảnh hàng bãi Nhật ạ. Hôm nay em có lên thêm được một số mẫu đồ nghề Nhật bãi nữa. Hôm nay thì em có một cái eto cơ khí này, ba lô thụy sĩ và một số cái túi đồ nghề, túi đựng đồ nghề và túi đựng kéo cắt cành của Nhật, rồi rìu của Mỹ và một số cái mẫu đồ nghề như là mỏ lết, cờ lê, rồi nộc giác, rồi búa, rồi kìm cộng lực, kìm bấm cốt, kéo tỉa hàng rào, rìu, dao chặt, dao bếp, kéo tỉa bonsai các loại ạ. Mã đầu tiên hôm nay, mã đầu tiên nó là mã D, là mã H ạ. Đầu tiên nó là mã H1 ạ. H1 là một cái cây eto cơ khí. Cái eto này thì nó có trọng lượng là được 30 kg nhiều quá. Đấy, rất là nặng luôn ạ, trọng lượng 30 kg. Cái chiều dài của cái eto là nó dài được khoảng 40 cm. Và bề ngang eto thì nó được 25 cm. Đấy, cái tình trạng cái eto này thì cái hàm của nó thì vẫn còn đẹp nha bác, nó không có bị sứt mẻ gì ạ. Và nó chỉ bị mẻ hai vết ở ở cạnh thôi ạ. Đây đây, một cạnh bên này thì mẻ một vết này, cạnh bên này thì cũng mẻ một vết. Còn cái riêng cái hàm của nó thì còn đẹp nguyên, không sứt mẻ gì hết ạ. Eto này thì thường các bác mua về thì dùng trong cho những cái máy phay hoặc máy tiện cơ khí, máy lớn á. Cái eto này nó nặng được là 30 kg ạ, 30 kg. H1 nó là 1.300.000. Đến mã số tiếp theo H2 ạ. H2 nó là một cái ba lô của Thụy Sĩ. Cái ba lô này thì là hàng mới nhập khẩu chưa qua sử dụng. Nó có bọc ni lông ạ, bên ngoài ạ. Còn về phần ba lô thì nó có chiều dài được 50 và chiều ngang cái ba lô là nó khoảng là 34 cm ạ, 34 cm. Đây, trên mặt trước của cái ba lô thì người ta có dập chữ Swiger, Swiger và có logo của Thụy Sĩ là logo hình vuông màu đỏ và bên trong có dấu cộng ạ. Đó, những cái khóa của ba lô thì cũng đều có logo Thụy Sĩ hết ạ. Cái ba lô này thì nó gồm có tất cả các ngăn là hai bên hông thì nó sẽ có hai cái ngăn nhỏ ạ, để các bác để vật dụng nhỏ. Rồi những cái ngăn đằng trước thì nó sẽ có thêm 4 ngăn chính á. Ngăn số 1 là một cái ngăn nhỏ, cái khóa của nó sẽ là khóa kéo dọc như thế này ạ. Đó, một ngăn nhỏ này. Đến ngăn số 2, một cái ngăn nó lớn hơn ạ. Ngăn số 2 thì bên trong nó có hai cái túi, các bác cũng có thể dùng để đựng những cái đồ vật nhỏ được ạ. Rồi đến ngăn số 3, ngăn số 3 thì là một ngăn chính, ngăn lớn ạ. Ngăn lớn, đây ạ. Bên trong cái ngăn số 3 này thì người ta có cho sẵn mình một cái túi ni lông để mình bọc ba lô khi mà mình đi chơi, đi mà gặp trời mưa hoặc là gặp trời mưa mà sợ ba lô nó bị ẩm, bị ướt thì các bác có thể dùng cái túi này các bác bọc lại ba lô ạ. Đến ngăn số 4 ạ, ngăn số 4 thì cũng là một ngăn chính, ngăn lớn nữa. Ngăn số 4 thì được chia ra làm hai ngăn ạ, được chia ra làm hai ngăn đây. Hai ngăn ạ. Và nó có một cái túi nhỏ. Ở ngăn số 4 này thì nó có sẵn hai cái cáp nha quá, hai cái sợi cáp, một cái sợi cáp đầu tròn này và một sợi cáp là đầu giỏ dẹp ạ. Đầu dẹp. Ngay cái ngăn số 4 này thì ở cái phần quay sách ban lô thì có thêm một cái khóa số nữa, khóa số. Cái khóa này thì mật khẩu nó có 3 số, mật khẩu đang là 3 số 0 nha bác. Đây này, 3 số 0 ạ. Về các bác tự cài đặt lại mật khẩu khác ạ. Mà cái ba lô này thì ở mặt sau của cái ba lô thì nó có cái người ta có may thêm cái miếng lệnh cao su để khi mình đi mình đeo ba lô nó không bị đau vai đau lưng ạ. Đau vai đau lưng. Cái ba lô này mà mã số là H2 ạ. H2 có giá là 450.000. 450.000. Cái mã số tiếp theo H3 ạ. H3 là một cái túi đựng kéo cắt cành bằng da. Cái này là túi đựng kéo cắt cành và nó có cái quai để mình đeo đấy ạ. Có quai đeo ở đằng sau. Nó làm bằng da mà da màu nâu. Chiều dài cái túi đựng kéo cắt cành này nó dài được là 23 cm. 23 cm và còn mới chưa qua sử dụng, có tem mác ạ. Ở trên cái túi và da này thì cũng có dập chữ Made in Japan nha các bác. Rồi có dập chữ Made in Japan ạ. Đây nó có dập chữ Made in Japan ạ. Cái này còn mới chưa qua sử dụng, tem mác còn nguyên ạ. Cái này thì mới nên em không có bóc ạ. H3 nó 108 ạ.
Cái mã số tiếp theo là H4 là một cái túi đựng đồ nghề của Nhật. Cái túi này thì cũng thường làm bằng túi da. Túi làm bằng túi da. Đấy, còn nguyên tem mác hàng mới của Nhật, chưa qua sử dụng. Cái túi này thì nó có chiều dài là được 32 và bề ngang cái túi thì nó rộng là được 23 cm ạ. Nó có rất là nhiều ngăn nhé. Đây nó có những ngăn nhỏ này để mình cắm những cái con tô vít, ốc vít chắc ha. Rồi đây những cái ngăn nó lớn hơn này. Đây có một ngăn nhỏ đằng trước để các bác để những cái chi tiết nhỏ, và đây có và có hai cái ngăn lớn, hai ngăn lớn, ngăn chính đấy ạ. Ngăn lớn đấy ạ. Cái này thì làm bằng da mà màu đen rất là đẹp luôn ạ. Đó. Và ở là mặt sau của cái túi này thì nó có cái quai để mình đeo vào thắt lưng hoặc là đeo vào dây bảo hộ lao động ạ. Dây bảo hộ lao động. Tem mác còn nguyên ạ, có hình ảnh minh họa. Cái túi da này nó nằm H4 ạ, là 400 ngàn, H4 là 400 ngàn ạ. Đó, và các bác có thể mua để đựng đồ nghề khi mình đi làm ạ, làm công trình ạ. H4 400. Mã số tiếp theo H5 ạ. H5 nó là một con dao găm, dao sinh tồn của Thụy Điển ạ. Con dao này thì có một cái bọc lưỡi dao bằng da và có quai đeo đấy. Đây, nó có hãng này. BPS Cliver. BPS Cliver ạ. Đó. Ở trên con dao thì người ta cũng có dập hãng đấy ạ. Hãng Fell Cliver Sweden. Dập chìm trên lưỡi dao ạ. Tổng chiều dài con dao thì nó dài được là 21.5 cm. Về phần lưỡi dao nó dài 10 cm ạ. Và bản nó rộng là 2.5. Độ dày lưỡi thì độ dày lưỡi nó dày được là 3 ly ạ, dày 3 ly. Con này lưỡi được làm bằng 3 lớp thép nha các bác. Có vân thép ghép 3 lớp ạ, lưỡi còn rất là đẹp. Dao găm, dao sinh tồn. Cái cán của nó thì được là quấn bằng da nha các bác. Và cái khâu của nó khâu đồng. Ở đuôi cũng là khâu đồng và có vân búa đấy, có vân búa dập thủ công ạ. Con dao H5 này thì có giá là 1.400.000, 1.400.000 ạ. Mã số tiếp theo H6 ạ, là một cái cây rìu của Mỹ. Cây rìu này hãng của nó là hãng Plum nha các bác. Đây, có hãng Plum dập trên đầu rìu, hãng rất là nổi tiếng của Mỹ ạ. Chiều dài của cái lưỡi rìu là 16 cm ạ. Bề ngang lưỡi rìu rộng là được 9.5 cm. Bề mặt còn rất là đẹp nha các bác, còn nguyên lớp xi mạ luôn. Và nó ở phần trên có một cái đầu búa đóng này, ở phần dưới là phần lưỡi rìu và có rãnh chữ V để nhổ đinh ạ. Hai mặt còn đẹp hết, không gì xét gì ạ. Cái cán của nó cũng còn rất là mới luôn ạ, rất là mới. Cái này H6 nó là 1.350.000 ạ. Đến mã số tiếp theo H7 ạ. H7 thì hôm nay em có lấy được một số cái mẫu cán búa của Mỹ nha bác. Đây, hãng Husky Hickory. Đó, còn mới ạ, chưa qua sử dụng. Cán búa thì dài được là 36 cm nha bác. Cái này thì các bác có thể dùng làm cán búa hoặc cán rìu nhỏ đều được ạ. 36 cm. Đây. Ở trên cán thì có dập là hãng là Husky Hickory ạ. Ở trên đầu cái cán thì người ta có cho cái lem nha các bác, cái lem cái chốt ấy, là hình tròn, người ta đóng sẵn rồi. Về các bác trêm thì các bác tháo cái lem chốt này ra đóng lại nhá, trêm lại ạ. Đó, nó còn mới như nhau, có 3 cây ạ. Cái này H7 thì là 100 ngàn một cái cán như này các bác, 100 ngàn ạ. Cái mã số tiếp theo H8 ạ. H8 là một cái thố, cái thau, cái tô thau bằng đồng nhá các bác. Cái này thì nó có đường kính miệng là được 18.5. Chiều lòng của nó sâu là được 2.4 cm ạ. Đó, nó có một cái quai nữa, quai ạ, quai để sách để treo ấy. Cái này thì nó là cái thố các bác mà nào hay đi du lịch sinh tồn thì các bác có thể mua để mang theo này. Mang theo đi ví dụ như mình có thể chiên trứng, chiên bánh hoặc là chiên rán thịt hoặc là rán nướng thịt đều được ạ. Đây nó có cái quai để mình treo ạ. Ở dưới đáy thì nó có ba cái chân này và có chữ Nhật đây các bác. Đó, cái này thì em để nguyên bản vậy nhá. Cái này người ta đã người ta sử dụng nên nó bị ố, còn bên trong là lớp đồng đấy ạ. Chữ Nhật này, em đánh sơ sơ ra nó lộ ra màu đồng ạ.
Đó, về các bác vệ sinh thêm hoặc là để nguyên zin vậy này, hàng siêu tầm hoặc là hàng sử dụng cũng rất ok ạ. Cái H8 này nó là 380 ạ, H8 380. Mã số tiếp theo là H9 ạ. H9 nó là một cái kho ga. Cái kho ga này thì kho này thì nó của hãng là hãng hãng Jubon ạ. Kho ga của hãng Jubon, trên cái hộp của nó thì nó có dập hãng là hãng Jubon ạ. Hộp về bằng giấy cứng màu đỏ, bên trong thì có lỉ nhung đen ạ. Đó, cái kho này thì nó có chiều dài là được 17 cm, chiều dài 17 cm, màu đen. Nó có một cái công tắc tắt mở đây các bác. Đó, công tắc tắt và mở. Đó, và có một cái công tắc khởi động này. Đó. Cái này ngọn lửa nó cháy nó ra rất là xa nha bác. Các bác nhìn thì nó chỉ cháy khoảng là tầm 10 cm thôi, nhưng mà cái nhiệt độ nó tỏa ra thì nó có thể dài tới khoảng 450 cm đấy ạ, 450 cm. Đây, ở phần đuôi thì có cái lỗ để bơm ga này các bác, và nó có một cái nút để mình xoay mình điều chỉnh cái ngọn lửa, điều chỉnh cái ngọn lửa xa hoặc gần, to nhỏ. Cái này thì em chỉ bơm một ít ga thôi nha các bác, để test khò cho các bác thôi ạ. Về các bác mua bình ga rồi bơm ga thêm vào để xài ạ. Tại vì bên vận chuyển bơm nhiều ga thì những cái chất nó dễ cháy nổ thì người ta không cho phép ạ. Cái mã này nó là mã H9, nó là 340 ngàn ạ. Đến mã số tiếp theo H10 ạ. H10 là một cái bộ gồm 3 cái lưỡi độc ạ. 3 lưỡi độc. À, lưỡi độc thì còn rất là đẹp nha các bác. Hai mặt ạ. Mặt sau thì đều có chữ hết ạ. Đều có chữ hãng. Em đo kích thước từng chiếc một ạ. Chiếc số 1 thì có bề ngang lưỡi là được 6.5 này. Đến chiếc số 2 bề ngang lưỡi cũng 6.5. Đến chiếc số 3 thì size lớn hơn ạ. Bề ngang lưỡi là 7.2 ạ, 7.2. Đó, gồm 3 cái lưỡi độc, đa 3 lưỡi bảo ạ, còn rất là đẹp luôn này các bác. Lưỡi không nhăm mẻ gì hết ạ. Và mặt sau của lưỡi bảo thì đều có chữ hết. Ba lưỡi này thì H10 là có giá là 150 ngàn ba lưỡi ạ. Mã số tiếp theo H11, nó là một cái cục đeo phụ ạ. Cục đeo này có chiều dài là được 10.5 và cái kích thước mặt đeo thì ngang là được 4.5 và một chiều nữa cũng là 4.5 luôn ạ, ngang dọc đều 4.5. Đây, trên bề mặt cục đeo thì còn láng mịn, gần như là chưa qua sử dụng nên nó không có vết xước, vết chảy trên mặt cục đeo ạ. Cái cục đeo này thì nó có trọng lượng là được 450 gram ạ, 450 gram. H11 nó là 130. Đến mã số tiếp theo H12 cũng một cái cục đeo phụ nữa. Cục này dài được là 11.5, mặt đeo thì chiều dài mặt đeo là 4.5 và một mặt nữa là 4.3, một mặt 4.3. Đây, trên mềm mặt đeo thì cũng còn đẹp nhá các bác. Cái này người ta rèn thủ công mà nó cũng chưa có vết đập hoặc là vết chảy, vết xước gì trên bề mặt luôn ạ. Rèn thủ công còn đẹp. Và ở cái thân cục đe thì người ta có dập chìm 3 chữ Nhật ạ. 3 chữ của Nhật. Cục đe này có trọng lượng là được 900 g ạ, 900 g. H12 190 ạ. Đến mã số tiếp theo H13. H13 là một cái van khóa nước. Cái van này thì nó là van của Ý nha bác. Đây, nó có dập chữ Italia trên cái van khóa nước này. Và đây thì nó có dập cái thông số nữa đấy ạ. DL15 1/2 PL25 ạ. Cái van này thì các bác có thể dùng để... Cái van này là van số 24 nha bác. Van số 24 ạ. Các bác có thể dùng để làm van nước ở trong nhà. Hoặc là các bác có thể dùng để làm van của những cái máy hơi, máy... rửa xe hoặc máy xịt, máy hơi ạ. Vì cái van này nó rất là hàng xịn nên nó có thể chịu được áp suất áp lực cao ạ, của Ý ạ. Cái van H13 này có giá là 80 ngàn ạ. Mã số tiếp theo H14 cũng một cái van khóa nước. Van này thì nó cũng là của Ý luôn ạ. Van này thì là van lớn hơn, van số 27 ạ, số 27. Đó, các bác có thể mua về để dùng làm van khóa nước này hoặc là van khóa những cái máy hơi, máy hơi những cái máy công nghiệp ạ. Đó, H14 nó là 100. Mã số tiếp theo H15 cũng một cái nữa, cái này thì size lớn này, van số 34 ạ, số 34.
của Ý luôn ạ. Đó, cái này thì H15 thì có giá là 150.000. Mã số tiếp theo H16 ạ. H16 là một cái máy mài khuôn mini. Cái máy mài khuôn này thì nó có chiều dài là được 15 cm ạ. Chiều dài 15 cm. Nó trên cái máy mài thì có tem là mini grinder và có thông số trên đó. Công suất là 3,7V ạ. Công suất 3,7V. Và ở phần đuôi của cái máy mài khuôn mini này thì nó có một cái cổng sạc và người ta đã cho sẵn cái cáp sạc rồi nha bác. Về các bác cắm cái cáp sạc này vào cục sạc, cắm vào điện là sạc được ạ. Trên cái máy mài thì có một cái công tắc để khởi động máy. Đó, công tắc nó có 3 chế độ, từ chế độ số 1 đến số 2, số 3. Đến số 3 là chế độ lớn nhất, xoay nhanh này. Chế độ 1 là xoay chậm, chế độ 2 xoay vừa, chế độ 3 là xoay nhanh. Và người ta có cho kèm thêm rất là nhiều cái đầu mài khuôn ạ. Nó gồm đầu đá này, đầu nhám và đầu đánh nỉ các loại ạ. Đó, và có đầu rũa nữa, đầu rũa nữa. Cái mã số này nó là H16, nó là 250.000 ạ. Mã số tiếp theo H17 ạ. H17 là một cái hộp cưa lọng ạ. Một cái hộp cưa lọng H17. Hộp cưa lọng này thì nó làm bằng nhựa cứng và bên trong thì nó có một bộ cưa lọng. Nó gồm có tất cả các chi tiết như là một cái cưa này và rất là nhiều lưỡi cưa. Nó gồm có 6 cái lưỡi cưa nhé các bác. 6 cái lưỡi cưa để mình cưa kim loại, cưa cắt kim loại. Và người ta cho kèm thêm 2 cái lưỡi rũa nữa, một cái lưỡi rũa dẹp và một cái lưỡi rũa tròn. Và có thêm một cái lưỡi cưa lớn ạ. Để mình cưa gỗ hoặc là mình cưa sắt. Đó. Và đây thì có thêm 3 con ốc nữa, 3 con ốc. Đó. Bộ cưa này thì nó là H17, có giá là 240.000 H17 ạ. Mã số tiếp theo H15 ạ. H15 nó là một cái bộ mũi khoan tháp ạ. Bộ mũi khoan này thì được đựng trong một cái hộp thì có khung viền bằng nhôm ạ. Khung viền bằng nhôm. Còn bên trong bộ mũi khoan thì nó gồm có một cái cây dùng để cây nấy dấu ấy. Cây nấy dấu các bác nấy dấu trước rồi các bác khoan sau. Nấy dấu để khoan ạ. Nó gồm có 5 mũi khoan ạ. Mà cái này thì nó theo hệ số inch nha bác. Mũi nhỏ nhất là 3/16 đến 1/2 này. Cái mũi số 2 là 1/8 đến 1/2 này. Mũi số 3 là 1/4 đến 3/4 ạ. Mũi số 4 thì nó là 3/16 và 7/8. Mũi số 5 thì là 1/4, 1 và 3/8 ạ. Đó. Nó gồm 5 mũi từ nhỏ lớn và thêm một cái một cây nấy dấu nữa. Bộ này H18 thì có giá 250.000 ạ. 250.000. Mã số tiếp theo là H19. Nó là một cái bộ nục giác vuông của Mỹ nha bác. Cái bộ này thì nó là hãng của nó là hãng Bonhurst Made in USA. Hàng mới chưa qua sử dụng. Đó. Còn nguyên trong hộp nha bác. Nó có trang web riêng của nó đấy ạ. USA này, Made in USA. Có trang web riêng của nó, Bonhurst.com. Bộ lục giác này thì nó gồm có 9 cây nha bác, 9 cây từ nhỏ đến lớn ạ. Đó. Nó từ là hình như từ 1.5 ly này đến 10 ly ạ, 1.5 ly đến 10 ly. H19 306 ạ. Mã số tiếp theo H20 ạ. H20 là một cái gồm hai cái bộ mũi khoan, hai bộ lục giác của Nhật ạ. Hai bộ lục giác của Nhật. Hai bộ này thì nó của hãng là Fuka Japan. Nó gồm một bộ lục giác bông thì nó từ đầu T10 đến T50. Và một cái bộ lục giác vuông thì nó từ đầu 1.5 ly đến 10 ly ạ. Một cặp, hai bộ, một vuông, một hoa thị. H20 thì có giá là 200.000. Mã số tiếp theo H21 ạ. H21 thì nó là một cái máy mài khuôn, cái máy mài dao kéo mini. Cái máy mài này thì nó của hãng là Lucky và nó có một cái phần để kẹp mà cố định vào bàn này. Và viên đá thì nó có kích thước là bề ngang viên đá là được 8, đường kính là 8 cm ạ, 8 cm. Trên viên đá còn nguyên tem mác của hãng, đá zin của
của hãng luôn nha bác, hãng Lucky ạ. Và trên cái máy mài thì cũng còn tem của hãng Lucky, máy vẫn còn xài hoạt động bình thường trơn tru ạ. Thế này thì các bác có thể mua về để mài giũa những cái vật dụng kim loại nhỏ. H21 nó là 190 ạ. Mã số tiếp theo H22, nó là một cái máy, một cái khoan tay nha bác, cái máy khoan tay á. Cái khoan này thì nó dài là được 34 cm. Khoan này nó của hãng là Hojan nha bác, Hojan Japan. Đây, cái còn nguyên cái tem dán ở trên cán á. Cái đầu của nó là đầu tròn này. Các bác có thể nắp được những cái đầu ốc vít hoặc là những cái đầu mũi khoan các loại đều được nha bác. Các bác có thể mua cái này về thỉnh thoảng mình dùng để mình khoan hoặc là mình khoan những cái nơi mà ví dụ như máy khoan nó không thể với tới được thì mình dùng cái máy khoan tay này để mình khoan này, cái khoan tay này để mình khoan hoặc là mình bắt vít chẳng hạn. H22 nó là 180 ạ, còn rất là đẹp luôn, cán bằng gỗ ạ. H22 180. Và số tiếp theo H23, nó là một cái lưỡi độc bê tông của hãng Mokuba. Lưỡi này dài là được 20 cm và bề ngang lưỡi rộng là được 9 cm. Lưỡi thì còn mới chưa xài nhưng mà nó có dính những cái vết ố trên bề mặt một tí á, còn lớp sơn mạ còn nguyên, hãng Mokuba made in Japan. Đó, lưỡi còn lưỡi không nhăm mẻ gì hết và cái đầu đóng cũng không có bị chảy trượt gì, do người ta chưa xài nên còn nguyên lớp xi mạ. H23 là 170.000 ạ. Mã số tiếp theo là H24. Nó là một cái cây Eto ạ. Cái này thì lưỡi của nó là miệng kẹp của cây Eto này là nó rộng là được 7.8 cm. Miệng kẹp Eto là rộng 7.8 cm. Đây, Eto còn cực kỳ đẹp nha bác. Size là size số 3 ạ. Còn rất là đẹp. Bề mặt thì còn nguyên lớp xi mạ và nó cũng không có rỉ sét gì đâu ạ. Lưỡi hàm của nó thì còn nguyên xi luôn, nó không bị sứt mẻ gì. Mà cái cây Eto kẹp này thì bốn cạnh của nó thì người ta có làm bốn cái rãnh để các bác bắt ốc cố định vào bàn hoặc là vào những cái mặt phẳng cố định ạ. H24 nó là 370 ạ. Nhưng mà số tiếp theo là H25 ạ. 24 370. Mã số tiếp theo H25 là một cái cây bấm lỗ dây thân lưng bằng da. Cái cây bấm lỗ này dài được 21.5 cm. Cái này thì các bác có thể dùng để bấm lỗ dây thân lưng hoặc là những cái lỗ dây giày, hoặc là nói chung là bấm lỗ tất cả các vật dụng đồ bằng đồ da đấy ạ. Đồ da, cái đế thì được làm bằng đế đồng này và nó có 6 cái đầu bấm lỗ. Các đầu bấm lỗ này thì em đã kiểm tra kỹ rồi, nó còn sắc bén và không có đầu nào bị sứt mẻ gì hết ạ. Cái phần tay cầm của cây bấm lỗ này thì người ta có bọc cao su bên ngoài, cao su màu đỏ cũng còn rất là đẹp luôn ạ. Nó không bị rách hoặc là xước mẻ gì hết, chảy xước gì ạ. H25 180 ạ. Mà số tiếp theo là H26. Nó là một cái cây kìm bấm kẽm. Cây này thì nó có chiều dài là được 21 cm. Nó của hãng là Gion. Đây, nó có hãng được dập trên cán của cây kìm ạ. Và có chữ Nhật này. Cái phần tay cầm người ta có bọc một lớp cao su bên ngoài màu cam ạ. Và trên cái cây kìm bấm này thì có chữ Nhật được khắc, người sử dụng khắc lên ạ. Đây, khắc chữ lên. Lưỡi cắt thì còn sắc bén, không có bị nhăm mẻ gì hết. Bề mặt cây kìm thì cũng còn đẹp, không có rỉ sét gì ạ. Cây kìm này thì các bác có thể mua về mình để cắt dây kẽm, dây nhôm, dây đồng. Cắt từ khoảng 3 đến 4 ly đổ lại nha bác. Những cái dây đồng, dây kẽm, dây nhôm nhỏ thì đều được ạ. Cái này H26 thì có giá là 150.000. Cây này thì ở bên trong nó sẽ có một cái lò xo để nó tự động đẩy lưỡi kéo, lưỡi kìm ra. Khi mình cắt, mình nhả tay ra thì nó sẽ tự động đẩy lưỡi kìm ra. Đó, H26 nó 150.000. Và số tiếp theo là H27 ạ. 27 cũng một cái cây kìm cắt dây điện, cắt kẽm của hãng MCC ạ. Cây này nó cũng dài được 21 cm. Cái phần tay cầm thì người ta có bọc lớp nhựa bên ngoài, nhựa màu đỏ, có một hai vết cấn nhỏ không đáng kể ạ.
hàng MCC Japan, và lưỡi cắt thì còn sắc bén, không nhăm mẻ gì hết ạ. Về mặt lưỡi thì cũng đẹp và nó không rỉ sét gì ạ. Cái này thì các bác cũng có thể mua về để dùng, mình cắt dây nhôm, dây kẽm nhỏ hoặc là dây đồng, dây điện các loại. H27 150.000. Mã số tiếp theo H28. Cũng một cây kìm mình cắt kẽm size nhỏ. Cái này nó cũng dài 21 cm, cũng của hàng MCC luôn. Cái này thì tay cầm người ta bọc lớp nhựa cứng bằng lớp nhựa bằng màu xanh ạ. Còn về phần lưỡi cắt thì nó còn sắc bén, không nhăm mẻ gì hết ạ. Cái này thì là dòng kìm cắt mà lưỡi chéo nha bác. Lưỡi chéo thì nó một số trường hợp thì dùng những cây lưỡi chéo này nó cũng rất là tiện. Các bác có thể luồn lách vào những cái khe hở nhỏ để các bác cắt được nó dễ dàng hơn ạ. Cái này H28 là 150.000 ạ. Mã số tiếp theo H29. Nó là một cái cây búa để cây búa thủ công, cái này chiều dài là được 20 cm. Cây búa này thì thường các bác nào mà gia công những cái đồ da hoặc là những làm những cái chi tiết đồ nhỏ thì các bác có thể mua cây búa này này. Nó có một cái đầu búa để đóng này và nó có thêm một cái miệng để mình để kẹp nữa. Ở bên trong thì nó có một cái lỗ để mình cắt kẽm. Các bác có thể đưa sợi kẽm vào, các bác bấm là nó sẽ đứt ạ. Trên cái cây búa này thì cũng có tem mác đấy, tem mác của Nhật đấy ạ, mà nó bị rách đi một góc rồi ạ. Ở đuôi của cây búa này thì nó có một bên đầu là đầu chữ V để nhổ đinh và một đầu này để móc, để cậy móc cậy ạ. Này H29 nó 120, H29 120. Mã số tiếp theo H30. Nó là một cái cây mỏ led của Mỹ, hãng của nó sản xuất là hãng Ripkit. Hãng này thì rất là nổi tiếng của Mỹ rồi, chuyên sản xuất đồ nghề giống như cờ lê mỏ nết hoặc là mỏ nết cờ lê các loại. Forget USA Ripkit ạ. Cái này nó dài được là 25 cm, dài 25 cm, size 10 inch ạ. Đây, nó làm sử dụng thép đen, bề mặt thì còn đẹp, không rỉ sét gì hết ạ. Và cái miệng của cây mỏ lên này còn rất là khít nha bác. Và hàm của nó thì nó cũng không có bị sứt mẻ hoặc là chảy trượt gì đâu ạ. Nói chung là hàng thì còn đẹp nên em sẽ lấy về em bán. Những cây mà nó bị lỗi quá thì em sẽ không lấy ạ. H30 207 ạ. Mã số tiếp theo H31. Nó là một cái cây kìm kẹp hàn của hãng Lotte. Cây này nó dài được là 27 cm ạ. Nó tương đối là dài. Hãng Lotte, có logo hãng Lotte dập trên cây kìm và có logo hình con tôm nữa. Cái này là hàng chưa xài nha bác, nên cái miệng của nó này, kìm kẹp hàn thường là cái những ở phần đầu miệng nó hay bị dính rỉ hàn, nhưng mà cái này chưa xài nên nó không có dấu vết gì hết ạ. Bề mặt thì nó có một vài vết rỉ ni ti, nó bằng đầu tăm đầu kim thôi. Nhìn chung nào cũng còn rất là đẹp luôn ạ. H31 nó là 350.000. Đấy, mặt bên này thì có mấy vết ố ni ti này, không đáng kể ạ. Mặt bên này thì còn đẹp nguyên luôn. Cái này gần như là chưa xài ấy, tại miệng của nó không có dấu hiệu là đã xài qua. H31 nó là 350.000. Mã số tiếp theo H32. Một cây kìm bấm ạ. Cây này thì nó dài được là 22.5 cm. Cái này thì ở trên bề mặt cây kìm thì người ta có dập chữ iWin này và có dập chữ DRVC, có một cái logo hình hai cái cánh tay bắt vào nhau, và một bên cây kìm thì người ta có dập chữ là Zerbet Quali in USA. Cây kìm số H32 này thì có giá là 250.000. Hàm rất là khít luôn và răng thì còn sắc bén. H32 250.000. Mà số tiếp theo H33, nó là một cái cây kìm mỏ quạ của hãng là Săn Cây. Cây kìm này dài được là 25 cm. Cây này thì người ta sử dụng thép đen nên trên bề mặt thì nó sẽ có một cái màu là màu giống màu xám á. Cái miệng của nó mở rộng tối đa ra được là 3.5 cm, và miệng là nó miệng hình chữ V nha bác, và bên trong nó có kẹp thêm một lớp đồng nữa, kẹp một lớp đồng. Cái này thì cũng còn gần như là mới chưa xài luôn ạ, hãng Săn Cây. Và ở phần đuôi của kìm thì nó có một đầu là đầu dẹp, nó đầu dẹp nó giống như một cái đầu của
cây tô vít trừ ấy, các bác có thể dùng để tháo xoáy ốc được ạ. Xoáy ốc được. Này H33 109 ạ. Mà số tiếp theo H34. Nó là một cái cây kìm điện của hãng là Rabom ạ. Cây này dài được là 21.5 cm, size lớn nha các bác. Và cây kìm điện này thì cái phần tay cầm thì người ta bọc da bên ngoài còn lành lặn, còn đẹp, cây này còn mới nguyên luôn các bác. Hãng Rabom, made in Japan, và có một cái logo này, logo giống hình con chim ạ. Con chim, và có mã số luôn ạ. KD109IM. Đó. Cái kìm này thì nó cũng khá là nhiều chức năng ạ. Ở phần đầu thì nó sẽ có phần miệng kẹp răng dày và một miệng kẹp răng thưa và miệng hở để mình kẹp những cái đồ vật lớn ạ. Và đến phần giữa kìm thì nó sẽ có một cái lưỡi để mình cắt tuốt dây điện, dây kẽm, dây nhôm. Và ở phần giữa kìm nữa thì nó sẽ có một cái phần để mình bấm cốt dây điện nữa. Cây kìm này nó là H34 250.000 ạ. Mà số tiếp là H35 ạ. Nó là một cái cây cờ lê vòng bằng đồng ạ. Cây cờ lê vòng này nó có chiều dài là 27 cm. Nó làm bằng đồng thau hết ạ. Và cây cờ lê vòng này nằm ở ốc số 26 ạ. 26. Cái đầu cờ lê đây. Những cái răng ở của cây cờ lê này thì nó còn đẹp nguyên nha bác. Gần như là cũng chưa xài hoặc mới xài lướt nên nó không có bị sứt mẻ, nhăm mẻ hoặc chày trượt gì hết ạ. Còn rất là đẹp, làm bằng đồng nguyên khối ạ. H35 nó là 350.000 ạ. Mã số tiếp theo H36. Nó là một cái cây kìm bấm cốt của hãng Izumi. Cây này dài được 31 cm, size cực lớn luôn nha bác. Mấy cây size lớn này cũng khá là hiếm này. Cái này size lớn mà nó còn đẹp gần như mới á. Đây, cái phần tay cầm người ta có bọc cao su bên ngoài còn lành nặng, không có bị xước hoặc sứt mẻ vết nào ạ. Trên cái cây kìm bấm thì một bên có dập chìm chữ Izumi, một bên dập chữ Nhật và có dấu nội địa Nhật, có tem trên cán luôn ạ. Nó có gồm có 3 cái đầu bấm cốt người bác. Mà người ta viết bằng tiếng Nhật ạ, thông số viết bằng tiếng Nhật. Cái này thì em đã test thử rồi, nó vẫn còn xài hoạt động bình thường ạ. Đó. Cây H36 này có giá là 300 ạ. Mã số tiếp theo H37 ạ. Nó là một cái cây mỏ nết răng của hãng Rip Grip của Mỹ ạ. Cây mỏ nết răng này dài được là 35 cm. Trên cây mỏ nết thì nó sẽ dập chữ Rip Grip này. Và ở mặt sau thì nó sẽ có thêm một dòng chữ tiếng Anh. Và ở cuối sẽ có chữ USA. Cái này thân của cây mỏ nết răng này thì người ta làm bằng nhôm nha các bác. Nên cầm nó cực kỳ nhẹ. Đây, cầm rất là nhẹ tay luôn. Các bác xài thì mang theo xài thì nó tránh bị mỏi tay, hoặc là mình bỏ trong cái thùng đồ nghề, trong túi đựng đồ nghề thì nó cũng đỡ nặng ạ. Còn về cái phần răng của cây mỏ nết răng này thì răng thì còn đẹp đấy các bác. Nó không bị chảy trượt nhé. Nó có dính những cái vết giống như là vết bẩn mà em chưa có trà, em chưa vệ sinh kỹ thôi ạ. Còn răng thì còn sắc bén, không bị chảy trượt gì hết ạ. Cái mỏ nết răng H37 có giá là 320 ạ. 320, Rip Grip của Mỹ. Mã số tiếp theo H38 ạ. Đến mã số tiếp theo là mã H38. H38 nó là một cái cây búa nhổ đinh của Nhật. Cây này hiệu của nó là hiệu Malum. Tay cầm thì người ta bọc cao su bên ngoài, một bên thì có dập chữ Nhật, và ở phần đuôi cán thì người ta có dập chữ Made in Japan. Cái phần cán của nó thì làm bằng ống thép không gỉ, trên cán còn nguyên tem mát. Và cây này có trọng lượng là được 580g ạ, 580g. Đầu búa thì còn nguyên lớp xi mạ màu đen. Đầu nói chung là mới chưa xài nên nó còn nguyên lớp xi mạ và nó không có vết chảy, vết xước gì hết trên đầu búa. Còn đẹp nguyên si ạ. Cái này H38 207 ạ. Đầu tròn đóng đinh thì có vân chống trơn trượt ấy, hình caro. Mã số tiếp theo H39 ạ. H39 là một cái cây búa bi của hãng OH. Cây này thì cán còn rất là mới và đẹp nha các bác. Còn mới và đẹp. Và đầu búa cũng thế. Nó gần như chưa xài. Đây nó có một hai vết nhăm ni ti. Cái này do nó chưa xài nhưng mà do chắc bị dính nước mưa hay là những dính
ẩm nên nó có bị oxy hóa, nó nhăm nhăm một tí đấy. Cái cây này size số 1 ạ, và có logo hãng OH dập trên đầu búa luôn. Đầu bi thì còn tròn xoe, thẳng tắp, mịn tắp, không có chảy cấn chảy gì hết ạ. Cái búa bi này có trọng lượng là được 550g ạ, 550g, H39 108 ạ. Mã số tiếp theo là H40 ạ. H40 là một cái cây búa bằng đồng ạ. Cái này cán còn rất là mới và đẹp ạ. Và đầu búa thì nó gồm hai đầu ạ. Một đầu là một đầu tròn để mình đóng này. Đó, đầu tròn nó cũng không có bị chảy xước gì hết nhau ạ. Còn đẹp nguyên này. Và một đầu nó là đầu người ta làm theo giống hình con dấu, giống có một chữ nhật đấy ạ. Làm bằng đồng. Cây búa này có trọng lượng là được 350g ạ, 350g, H40 250.000 ạ. Mã số tiếp theo H41. Nó cũng một cây búa này dấu ạ. Cây búa này thì cán còn đẹp nguyên si này các bác, rất là đẹp luôn. Nó có một cái đầu tròn để lấy dấu, bên trong có chữ nhật ạ. Này chắc búa chuyên để đóng dấu ấy các bác, có chữ nhật này. Và một đầu là đầu dẹp. Đó, đầu dẹp hai đầu ạ. Cây búa này có trọng lượng là được 350g ạ, 350g, H41 107 ạ. Mã số tiếp theo là H42 ạ. Nó là một cái cặp cưa gấp của Nhật. Cái cặp cưa này gồm hai cây. Nó có một cây thì ở trên cán còn nguyên tem mác nhé bác. Một cây này thì cán nó chắc bị bong chóc và bị lột mất tem rồi. Nhưng mà hai cây còn rất là đẹp nhé. Đây, cái phần răng của cây cưa thì còn sắc bén, không có bị rỉ, bề mặt không rỉ xét gì hết. Và cái răng của nó cũng không bị sứt mẻ gì hết ạ. Cây cưa lưỡi nó dài được là 21cm ạ, 21cm. Đó, hai cây. Răng còn rất là mới. Những cái cưa của Nhật mà hàng mới thì nó cực kỳ bén nhau bác, xài rất là bền luôn. Còn những cây cũ thì có cây sẽ bén và có cây thì nó sẽ mòn lưỡi, nó sẽ không còn bén, mình phải rũa lại. Còn hàng mới thì nó sẽ rất là bén. H42 thì một cặp này 180.000. Mã số tiếp theo là H43. Nó là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cái này chiều dài là được 35cm. Cái phần tay cầm người ta có bọc một lớp nhựa cứng bên ngoài và nó có vân chống trượt khi mình cầm cát ạ. Và cái phần cán của nó thì cũng còn lớp sơn mạ màu xanh, nó chỉ bị chảy xước một chút thôi ạ. Lưỡi cắt đây, lưỡi cắt còn khít này và còn sắc bén, không có nhăm mẻ gì hết ạ. Hãng MCC, cây này cắp được cát từ 8 ly đổ lại ạ, 8 ly đổ lại. H43 250.000 ạ. Mã số tiếp theo là H44 ạ. H44 là một cái cặp móc lốp của Nhật. Cái cặp này thì nó có chiều dài là 43cm ạ. Nó của hãng là T-Lever ạ. T-Lever có logo hình cái mỏ neo đấy, hai cái cùng một hãng luôn. Nó có một cái đầu móc là đầu móc cong này và một cái đầu dẹp ạ, một đầu dẹp hai đầu ạ. Đấy, hai cây thì còn tương đối là đẹp, lớp sơn mạ thì nó cũng có bị chảy xước sơ sơ một chút. H41 207 ạ. Mã số tiếp theo cái này H44 ạ, H44 207 một cặp. H45 là một cái lưỡi, là một cái cây độc bê tông. Cái này thì chiều dài nó được 39.5cm. Cái phần cán của nó người ta có bọc lớp nhựa cứng bên ngoài, nó có một hai vết xước trên cán ạ. Nhưng mà nó chỉ xước nhỏ thôi ạ. Hãng của nó là hãng Mokuba này, hãng Mokuba. Và cái về phần thân cán lưỡi độc bê tông này thì nó còn đẹp nha bác, bề mặt không rỉ xét gì hết ạ. Lưỡi nó hơi cong nhẹ một xí chút và bề ngang lưỡi nó rộng là được 4.5cm. H45 cây này nó là 190.000 ạ. Mã số tiếp theo là H46. H46 là một cái cây cảo của hãng OH ạ. Đây có logo hãng OH và có chữ Nhật, có tem dấu nội địa Nhật. Cái này thì nó có một cái sợi cáp, là cáp này thì nó là cáp 8 ly nha bác, cáp rất là lớn nên xài cực kỳ bền luôn ạ. Cái cảo này thì các bác có thể mua về để cảo, để siết. Ví dụ như các bác căng kẽm hàng rào hoặc là siết tời gì, các đồ vật thì các bác mua về này, nó có hai đầu móc ạ.
một cái đầu móc cố định này và một cái đầu móc vào những cái đồ vật mà mình cần cảo mình tời ạ. Ở cái đây trên cái móc cũng có logo là hàng OH luôn ạ. Đó. Cái này cây này thì nó có trọng tải là được 400 kg ạ, 400 kg. Sợi cáp thì nó dài khoảng 1 mét ạ, 1 mét, và cây này cũng còn đẹp này quá, cây cảo này còn đẹp. H46 207 ạ, mã số tiếp theo là H47. Nó là một cái cặp cuốc nhỏ của Nhật. Cái này thì chiều dài cây cuốc là 34 cm, cán bằng gỗ còn mới đẹp, gần như chưa qua sử dụng. Cán một cái thì nó có còn chữ này, chữ Nhật và Made in Japan. Một cái thì cũng như thế nhưng mà nó mở rồi các bác, hai cái cùng hãng luôn ạ, nhưng mà nó bị phai chữ thôi ạ. Hai cây thì ở trên cái phần lưỡi của cây cuốc này thì nó có đều có dập chữ Nhật hết nha các bác. Đây, dập chữ Nhật trên lưỡi ạ. Và lưỡi thì nó dài là được khoảng 12.3 cm. Và bản của nó rộng là được 4 cm. Và cái sống lưng rất là dày luôn. Sống lưng nó dày khoảng 5 ly đấy. Nó dày thì nó sẽ cứng. Mình cào, mình cuốc đất thì nó không bị cong, bị vênh lưỡi ạ. Một cặp này H47 nó là 180 ạ. H47 108, mã số tiếp theo H48, là một cái lưỡi mai để đánh cây. Lưỡi mai này tổng chiều dài là được 39 cm, về cái kích thước lưỡi là nó dài 27 này, bề ngang rộng là được 7 cm. Cái này thì lưỡi cũng cực kỳ dày nha bác, nó dày khoảng 6 ly, dày khoảng 6 ly. Về các bác chêm cán mới là xài được, mình có thể đào sới hoặc là đi đánh cây, đánh rễ cây. Đấy, rất là tiện luôn ạ. H48 250.000 ạ. Mã số tiếp theo H49. H49 cũng một cái lưỡi mai để đánh cây. Lưỡi này lớn hơn ạ. Tổng chiều dài của lưỡi mai là dài 50 cm. Về cái phần lưỡi, kích thước lưỡi là nó được 26 ạ. Dài 26 và ngang nó là 9 cm ạ. Ngang 9 cm. Lưỡi này cũng dày này, nó dày tầm 8 ly đấy. Dày 8 ly. Đây, lưỡi mài hai mặt nha bác. Những cái lưỡi mai này thường của Nhật thì người ta cũng hay ghép 3 lớp thép luôn ạ. Nên nó cực kỳ bén và thép rất là dày và cứng. Các bác xài thì gần như không bao giờ sợ cong vênh đâu. Cái này H49 nó là 270 ạ. Mã số tiếp theo là H50 ạ. H50 nó là một cái cây cuốc gỗ ạ. Cây này là cây cuốc gỗ, nó gồm một cái cán. Nó cán này thì khi người ta gia công thì người ta uốn nó cong nha bác. Đây này, nó cong, lắp cái lưỡi vào thì nó sẽ, lưỡi nó sẽ chuỗi xuống dưới. Đó, cong chuỗi xuống dưới như thế này để mình cuốc cho nó thuận tiện. Về cái phần lưỡi cuốc này thì lưỡi dài là 11.5 này, bề ngang lưỡi là được 10.5 cm, lưỡi cực kỳ dày nhá bác, nó dày khoảng 6-7 ly đấy. Và trên bề mặt lưỡi có chữ này, lưỡi được ghép 3 lớp thép ạ. Và cái cán này thì các bác về các bác kiếm thêm một cái miếng gỗ nữa, các bác nêm vào đây, nêm chốt đóng lại là nó chắc, là xài cái này nó bị rơi mất cái nêm rồi nên nó tuột ra. H50 nó là 200.000 ạ. Mã số tiếp theo là H51 ạ. H51 nó là một cái cây kéo tỉa hàng rào của hãng ARS. Cây này dài là được khoảng dài là được 50 cm nha bác, 50 cm. Cán bằng cán nhựa này, màu trắng sữa. Cán thì nó chỉ 1-2 vết xước ni ti thôi, còn lành nặng chỉ xước ni ti thôi. Hãng ARS K800. Về phần lưỡi đây ạ, lưỡi thì nó cũng hơi bị ố do người ta đã sử dụng lâu nên nó có những cái vết ố trên bề mặt. Còn những về phần lưỡi cắt thì còn cực kỳ bén nha các bác. Cái này về các bác không cần mài lại luôn, để thấy cắt được luôn ạ. Đó, lưỡi cắt thì còn sắc bén, không nhăm mẻ gì hết ạ. Cây kéo H51 này 190 ạ. Mã số tiếp theo H52 ạ. H52 nó cũng một cây kéo tỉa hàng rào nữa. Cây này dài được là 64 cm, cả cán ạ. Cán bằng gỗ thì còn đẹp và chắc chắn. Về phần lưỡi kéo đấy, lưỡi thì được ghép 2 lớp thép rèn thủ công. Và ở mặt trong của lưỡi kéo người ta có dập chìm 3 chữ Nhật ạ. Cái cây kéo này thì lưỡi thì cũng khá là dày. Lưỡi này thì nó dày tới khoảng 4.5 ly luôn ạ. Nên các bác có thể dùng để tỉa hàng rào hoặc là cắt được những cái cành mà nó hơi to một chút đều cắt được hết ạ.
cái bản của nó cũng khá là rộng, rộng tới khoảng 4.3 cm ạ, bản rộng và lưỡi dày này. Mua cây này cắt thì vừa cắt được cành nhỏ, cắt được cành lớn luôn, tại lưỡi nó dày và xài bền. H52 250.000 ạ. Bề mặt còn đẹp nguyên, không vết tỉ xét gì hết ạ. Mà số tiếp theo H53 là một cái cây kéo cắt cành trên cao. Cây này thì nó dài được là tới 73 cm, khá là dài ạ. Và cán còn rất là mới và đẹp này các bác. Trên cán có tem mác mà chữ nó bị phai, bị mờ rồi nha các bác. Là cán mới này. Về phần lưỡi đã. Lưỡi bề mặt thì không có vết rỉ sét gì, còn đẹp nguyên. Lưỡi cắt thì còn nguyên zin, gần như chưa bị mài mòn và còn rất là sắc bén luôn ạ. Về các bác xài được luôn, không cần phải mài niếc lại. H53 nó là 300 ạ. Mã số tiếp theo là H54 ạ. Tiếp theo H54, nó là một cái cây dao chọc, dao phát, chiều dài cây dao là lưỡi là được 14.5, bản rộng của nó là 6 cm, và độ dày lưỡi dao thì nó dày 5.5 ly. Cây này thì lưỡi nó sẽ ưỡn ra ngoài, hoặc cong nó ưỡn ra ngoài các bác. Cái này thì rất là phù hợp bác nào mà làm nương rẫy hoặc là đi rừng á, thì các bác mang đi theo chặt cành cây hoặc là chặt cây rất là tiện. Cái này người Nhật người ta sản xuất chuyên để ví dụ mình đi chặt cây đấy ạ. Lưỡi mà hai mặt thép 3 lớp, bề mặt lưỡi thì còn láng mịn đẹp sáng bóng luôn ạ. Bên này thì có 3 cái dấu này, 3 gạch này, dấu tròn này, bên này thì có 1 cái chữ Nhật ạ. Đó, vân thép ghép 3 lớp đấy ạ. Cán thì cũng còn tương đối là đẹp. H54 250.000. Mã số tiếp theo H55. Nó là một cái cây rìu chữ L. Lưỡi dài là được 11.5 cm. Bề ngang lưỡi rộng là 11 cm. Đấy, cây này cán cũng rất là đẹp này các bác. Về phần lưỡi cũng đẹp nha các bác. Đây, bề mặt lưỡi còn sáng bóng nữa, không có rỉ sét gì hết ạ. Ở phần gần lưỡi thì có 2 cái chữ Nhật được dập đóng chìm sâu xuống bề mặt lưỡi. Còn trên gần đầu rìu thì có chữ 2 chữ được khắc thủ công, hai mặt đều đẹp hết ạ. Lưỡi 3 lớp thép ạ. Cây này H55 380.000. Số tiếp là H56, một cái cây rìu chữ L. Lưỡi dài được là 11.5, bản rộng của nó là rộng 10.3 cm. Đấy, bề mặt thì không rỉ sét gì hết ạ. Hai mặt con tương đối là đẹp. Trên đầu rìu thì có chữ được khắc thủ công luôn ạ. Cán còn chắc chắn nhau bác. Cán còn rất là chắc chắn luôn. Và nói chung là cán còn tương đối, cũng tương đối đẹp. H56 280 ạ. Mà số tiếp theo H57. Cũng một cây rìu chữ N nữa. Lưỡi dài là được 13. À, lưỡi dài 12 ạ. Chiều ngang lưỡi là 10.5 cm. Cái này thì bề mặt còn nguyên lớp xi mạ luôn ạ. Đây, còn nguyên lớp xi mạ, không có rỉ sét gì hết. Hai mặt lưỡi đều đẹp hết ạ. Hai mặt lưỡi đều đẹp. Lưỡi thép 3 lớp, cán còn tương đối là mới. Cán cũng còn mới. H57 là 280 ạ. Mã số tiếp theo H58 ạ. H58 là một cái lưỡi rìu chữ N size lớn. Lưỡi dài tới 16.5 cm luôn ạ. Bề ngang lưỡi nó rộng được là 13 cm. Đây. Lưỡi là 3 lớp nha các bác. Đây có vân thép ghép nó lộ trên bề mặt lưỡi á. Hai mặt thì còn sáng bóng, láng mịn, không rỉ sét gì hết ạ. Cái này thì trên bề mặt lưỡi rìu thì có chữ Nhật, cũng được nghệ nhân khắc thủ công 3 chữ, rất là đẹp. H58 nó là 400.000, 400 ạ. Mã số tiếp theo H59 ạ. H59 một lưỡi rìu chữ L. Lưỡi dài được là 13. Bề ngang lưỡi nó rộng là 10.5 ạ. Cái lưỡi này cũng còn đẹp nha các bác. Đây, bề mặt còn nguyên lớp xi mạ luôn này các bác. Hai mặt đều đẹp hết ạ. Đó, cái đầu rìu cũng còn chưa bị đóng luôn. Nó không có vết chảy, vết xước gì ạ. Và trên lưỡi rìu thì có một cái logo hình tròn và bên trong giữa thì có chữ Nhật. Cái này về các bác chêm cán mới là xài ngon luôn. H59 207 ạ. Mã số tiếp theo H60 ạ. H60 một lưỡi rìu chữ N, dáng nặng, chiều dài lưỡi là dài tới 19.5, bề ngang lưỡi rộng là được 8.5 cm. Cái này dáng nó cũng khá là nạ nhé các bác.
lưỡi dài này, nó xòe hình lưỡi xuống dưới, nó xòe rộng ra hình rẻ quạt này, và ở trên bề mặt lưỡi thì người ta có khoét hai cái rãnh hình tròn ở hai bên luôn ạ, hai rãnh hình tròn. Cái lưỡi rìu này H60 thì có giá là 400 ạ. Mã số tiếp theo là H61. H61 là một cái lưỡi rìu bổ củi size lớn. Lưỡi này nó dài tới là 28 cm. Bề ngang lưỡi rộng là được 9 cm. Cái này bác nào mà chuyên bổ những cái cây gỗ lớn hoặc là khúc gỗ lớn to thì mua lưỡi này về này, đóng cán vào là xài rất là ngon luôn. Nó lưỡi nó dày và nó dài và to nữa. Cái lưỡi nó có trọng lượng là được 2,9 kg, 2,9 kg. H61 là 350.000 ạ. H61 350.000. Mã số tiếp theo là H62. H62 nó là một cái lưỡi này thì em không biết rõ là phải lưỡi dao không, nhưng mà nó có một cái chuôi ngược đây anh em ạ. Đây, nó chuôi ngược như này, lưỡi bén ở dưới, còn chuôi thì nó ngược lên phần trên. Thì các bác có thể mua về để chế hoặc là để xài làm gì làm ạ. Chiều dài lưỡi được 25. Bản nó rộng là được 6.5 cm, và độ dày thì dày 5.5 ly, dày 5.5 ly. Cái này là thép thủ công này các bác. Đó, về các bác có thể chế làm dao cũng được. Đó, cái này cán nó ngược, cái chuôi nó ngược, nhìn nó khá là lạ. Em lấy về các bác nào cần thì mua. H62 nó là 200 ạ. Mà tổ chức là H63. Cũng một cái lưỡi dao nữa. Cái lưỡi dao này thì cũng giống chuôi, cũng chuôi hình xéo. Lưỡi dài tới 28 cm. Bản rộng là được 7 cm, và độ dày thì nó dày 4 ly ạ, dày 4 ly. Cái này lưỡi thì mài vát bên trái nha bác, mài vát một mặt bên trái, và cái này thì em có nhìn thấy vân thép ghép đấy, hai lớp ạ. Đây, vân thép ghép thủ công hai lớp. Này về các bác đóng cán cũng làm chế một cây dao chọc dáng siêu lạ đấy ạ. H63 270 ạ. Mà số tiếp là H64. Đó là một cây dao chặt nữa. Lưỡi dài 18. Bản rộng là 5.2 cm, và độ dày lưỡi dao thì nó dày được là 6.5 ly. Cái này thì lưỡi mài một mặt thép hai lớp. Bề mặt thì còn sáng đẹp, không có rỉ sét gì hết, hai mặt đều đẹp hết. Trên bề mặt lưỡi có dập chìm 3 chữ nhật, cán còn tương đối là mới. H64 350.000. Mã số tiếp theo là H65. H65 là một cái cây dao chặt lưỡi dài 17 ạ. Bản rộng là được 4.3 cm, và độ dày lưỡi dao thì nó dày 5 ly. Cái này lưỡi cũng mài một mặt thép là thép hai lớp, và trên bề mặt thì chữ được khắc rất là đẹp luôn, và có một logo hình con chim bồ câu hay chim ạ, có logo hình con chim. Lưỡi không rỉ sét gì hết ạ. Cán còn đẹp và tương đối mới. H65 208 ạ. Mã số tiếp theo là H66. Nó là một cái lưỡi tanto ạ. Lưỡi tanto này thì nó có tổng chiều dài cả cái phần chuôi nữa là dài được 40 cm. Còn về phần lưỡi bén của lưỡi tanto là dài 30 ạ. 30. Bản rộng là được 2.3 cm, và độ dày sống lưng là nó dày 3,5 ly ạ, 3,5 ly. Cái này thì em đã vệ sinh kỹ rồi nha bác. Bề mặt còn sáng đẹp này, không có rỉ sét gì hết ạ. Đó, vệ sinh rất là kỹ rồi. Sống lưng tam giác này, và trên chuôi của nó thì người ta có khắc hai cái chữ nhật trên chuôi đấy ạ. Cái lưỡi này có chữ luôn ạ. Về các bác chêm cán thôi, về các bác làm lại cán thôi ạ. H66 950.000. H66 ạ. Mà số tiếp theo là H67. H67 nó là một cái con dao của hãng Samura Segun ạ. Nó có chữ nhật màu đỏ ấy. Nó có cái này thì là dao mới, hàng chưa xài, nhưng mà có thể là sẽ là hàng thanh lý của Nhật, hoặc hàng siêu thị thanh lý, hoặc là hàng tồn kho thanh lý. Hộp nó thì nó bằng hộp giấy, hộp cứng á. Bên trong có lỉ màu đỏ con dao đây.
dao nữa. Tổng chiều dài con dao này thì nó dài được là 31 cm, cái phần lưỡi dao nó dài là 18.5 cm, bản rộng 3 cm và độ dày nào, độ dày được 2 ly, cái này mới chưa xài. Trên bề mặt lưỡi thì cũng có dập hãng là Samura Segun, có chữ Nhật Japan, hai mặt đều dập hãng luôn ạ. Lưỡi là 3 lớp, lõi không dỉ, ốp cũng không dỉ luôn, 3 lớp thép ạ. Và khâu là khâu được đúc liền nguyên khối với lại lưỡi dao, cán bằng gỗ. Ở phần khâu ở phần đuôi cán thì cũng có dập nóng chìm một chữ Nhật ở đuôi cán luôn ạ. Cái này đẹp này các bác. Cái này H67 nó có giá là 350.000. Mã số tiếp theo H68. Nó là một cái con dao lưỡi dài 3 lớp. Lưỡi nó dài được là 42.5 cm, bản rộng là 5 cm và độ dày là 1.5 ly ạ. Cái này thì về mặt thì còn sáng đẹp, không có rỉ sét gì hết ạ. Đó, từ hai mặt đều đẹp hết, không có vết rỉ sét gì đâu ạ. Và trên bề mặt lưỡi có chữ được khắc thủ công. Cái này được ghép 3 lớp thép. Đây nó có vân hoa mon này các bác. Vân hoa mon hình lượn sóng rất là đẹp luôn. Đây, lưỡi lõi thép bên trong màu đen đấy ạ. Vân hoa mon lượn sóng đẹp. Này các bác có thể mua về. Bác nào mà hay thái những cái tảng thịt lớn thì mua về để mình thái này, hoặc là mua về để mình bổ hoa quả trái cây, những cái trái lớn như là trái dưa hấu chẳng hạn. Ở bên Nhật thì em nghĩ là người ta xài con này để người ta cắp những cái tảng thịt lớn, tảng thịt lớn, cán thịt cá hoặc là thịt heo các loại, cán gỗ á. H68 nó là 500.000, H68 500. Mã số tiếp theo H69. Nó là một cái cây lakiri thép thủ công 3 lớp. Lưỡi dài là được 16.7 cm, bản rộng 5 cm và độ dày thì nó dày 4 ly và nó mỏng dần về mũi dao. Cây này thì bề mặt một mặt bên tay trái thì nó có những cái vết rỗ ni ti hơi nhỏ nhăm nhăm trên bề mặt thôi ạ. Còn một mặt thì cũng còn đẹp. Có chữ Nhật được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao. Cán còn đẹp ạ. Này H69 nó là 200 ạ. Mà số tiếp theo H70 ạ. Là một cái cây sao sashimi ạ. Cây này lưỡi dài là được 26 cm, bản rộng là được 2.8. Độ dày lưỡi dao thì nó dày 3.5 ly ạ. Dày 3.5 ly. Cái này đây, bề mặt còn láng mịn, đẹp, không có rỉ sét gì hết ạ. Trên lưỡi thì có chữ khắc thủ công, hai mặt thì đều không có vết rỉ, vết sét gì. Cán gỗ khâu thì làm bằng khâu sừng vàng ạ, khâu sừng vàng. Trên cán thì người ta cũng có khắc trên gỗ hai cái chữ Nhật luôn ạ. Khắc chìm trên gỗ hai chữ Nhật đấy ạ. Đó. Cây này H70 thì có giá là 290 ạ, 290.000. Và số tiếp theo H71. Nó là một cái cây dao đề ba thép thủ công ạ. Lưỡi dài là được 15.3 cm, rồi bản của nó rộng là được 4.8 4.9 ạ. Độ dày lưỡi dao thì nó dày là khoảng tầm 7.5 ly, rất là dày luôn. Các bác có thể mua về chặt thái hoặc là phin lê cá lọc xương được. Cái này thì trên bề mặt lưỡi chữ được khắc thủ công rất là đẹp nha bác. Nó góc một cái dòng ba chữ ở giữa này, và ở bên sát sống lưng thì có khắc thêm một dòng 5 chữ nữa, dòng 5 chữ Nhật ạ. Cán còn đẹp. Bề mặt nữa anh không có rỉ sét gì hết ạ. Nó chỉ dính những cái vết ố li ti trên bề mặt thôi, không đáng kể đâu ạ. H71 là 270 ạ. Mà số tiếp theo H72. Nó là một cái cây dao sinh tồn, dao du lịch. Cây này thì nó có bọc lưỡi dao bằng da và có khâu chốt thì bằng đồng và có quai đeo nữa. Có một cái khâu thì nó làm bằng vân hoa cúc. Cây dao này thì có chiều dài, tổng chiều dài được là 24.5 cm, lưỡi dài 13.5, bản rộng là 2.5 và độ dày lưỡi thì nó dày 3 ly ạ. Cái này dày 3 ly. Trên bề mặt thì người ta có dập vân hình xoắn xoắn, hình xoắn ốc hai mặt ạ. Và có hãng là hãng Welber. Cây dao này thì cán người ta làm bằng gỗ, cán gỗ.
H72 thì có giá là 300, H72 300.000. H72 300. Mã số tiếp theo H73. Nó là một cái viên đá mài. Viên đá này có chiều dài là được 18, bề ngang rộng là 6 cm và độ dày của viên đá nó dày là 2.5 cm. Viên đá này thì hãng của nó là hãng Okuma. Hãng Okuma nó có logo hình con gấu á. Trên bề mặt của viên đá có dập chữ nhật và đá này đá hai mặt, một mặt độ mịn là 3.000, một mặt độ mịn là 8.000 ạ. H73 150.000 ạ. Mã số tiếp theo H74. Nó là một cái cây kéo cắt cành của hãng Senkichi. Cây này chiều dài được 20 cm, cán làm bằng kim loại không gỉ và trên cán thì người ta có kẻ vân caro để chống trơn trượt ạ. Có chốt cài ở đuôi cán ạ. Và phần lưỡi đây, lưỡi cũng được làm bằng thép không gỉ luôn. Lưỡi không có nhăm mẻ gì hết ạ. Đây, trên lưỡi người ta có dập chữ Snetel này. Snetel. Và trên cán thì có dập hai chữ logo của hãng Senkichi ạ, cũng chuyên sản xuất đồ bonsai ạ. H74 là 250.000. Mã số tiếp theo H75. Nó là một cái cây kéo cắt cành của hãng ARS. Cây này dài size nhỏ, dài 18 ạ. Cái phần cán thì được bọc cao su bên ngoài và có một nửa cao su trắng và nửa cao su hồng. Trên cán thì có dập logo của hãng đây, ARS, rồi có dập thông số nữa. Còn về phần lưỡi, lưỡi thì còn nguyên zin, gần như chưa bị mài mòn. Và bề mặt lưỡi còn đẹp, là bằng thép trắng. Trên bề mặt lưỡi thì có dập chữ ARS 130. Trên ốc chốt thì cũng có dập chữ ARS luôn ạ. Cái này H75 220 ạ. Mã số tiếp theo H76 ạ. Cũng một cây ARS, cây này size lớn ạ, cây này dài 20 ạ. Cán thì được làm bằng nhựa cứng màu đỏ và cũng có vân để chống trơn trượt khi cầm cắt kéo ạ. Có logo hãng ARS được dập trên cán kéo và có chốt cài ở đuôi này, lò xo này. Lưỡi kéo cũng làm bằng thép không gỉ. Cây này thì còn mới, gần như chưa xài nên lưỡi không bị mài mòn ạ. Cây này thì nó có số 120 và người ta có dập chữ ARS trên lưỡi. Và trên ốc chốt cũng có dập ạ. Còn bề mặt lưỡi bên trái thì người ta dập chìm chữ Made in Japan. H76 là 350.000 ạ. Mã số tiếp theo H77. Là một cái cây kéo tỉa đúc. Cây này thì chiều dài là được 19.5 cm. Cây này kéo tỉa đúc mà nó có cái chốt cài ở đuôi thì nó bị đứt rồi. Về các bác sửa lại chốt cài ạ. Bề mặt thì nó không rỉ sét gì hết, còn đẹp, lưỡi cắt thì còn sắc bén. Và con ốc chốt thì có thể tháo rời ra để vệ sinh hoặc mài bén lưỡi ạ. Cái sống lưng của cái lưỡi kéo thì người ta làm sống lưng theo hình tam giác ạ. Theo hình tam giác, lò xo còn nguyên. Cái kéo tỉa này nó là H77, nó là 230. Mà số tiếp theo H78. Nó là một cái cây kéo cắt cành đúc